Ăn gì để tốt cho những người bị thận yếu, đặc biệt là những người bị suy thận? Trong tất cả các loại thức ăn, chỉ cần mọi người bổ sung được những chất chống oxy hóa dẫn đến chống viêm là tốt nhất. Có rất nhiều những nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần trong thức ăn có chứa chất được gọi là glutathione, nó sẽ cực kỳ tốt cho những người bệnh nhân bị bệnh thận vì nó được chứng minh là giúp cho cơ thể bảo vệ được cầu thận khỏi chất chống oxy hóa và chất gây viêm, từ đó bảo vệ được chức năng lọc của thận. Chất glutathione có trong rất nhiều các loại thức ăn, thức uống hàng ngày, đặc biệt là những thực phẩm có màu sắc đậm, ví dụ như thanh long đỏ ruột này, củ dền này, việt quất này, măng tây, hoặc là món gia vị như tỏi, là những thực phẩm cực giàu glutathione. Nó giúp cho tăng cường bổ sung thêm vào. Ngoài ra, những người bị bệnh thận thì nên hạn chế muối này, kali này, phốt pho và tăng cường ăn thịt trắng, hạn chế thịt đỏ, bởi vì thịt đỏ sẽ tạo ra axit uric gây gánh nặng cho thận, làm tăng chất chống oxy hóa và khả năng gây viêm. Chúc bạn lựa chọn được những thức ăn dinh dưỡng hợp lý để giúp hỗ trợ và phục hồi bệnh tật và khỏe mạnh hơn bạn nhé.